Hey, cô em xinh đẹp. Để anh mời em một ly nhé. Không cần, cảm ơn anh. Tôi đã có nước của mình rồi. Trông cô em xinh đẹp như này, hay là đi chơi với anh nhá. Này, anh đang làm gì đấy? Tránh xa tôi ra. Đi, đi với anh đi mà. Này, cái anh dấu hơn ấy, bỏ tôi ra, tránh xa tôi ra. Mày thân lửa hơn ăn à? Cô ơi. Tại sao cô lại đánh tôi? Anh là ai đấy? Cái tên côn đồ kia đâu rồi? Cảm giác này quen thuộc quá. Ai biết là cô ấy sao? Thì ra anh là đồng bọn của nó đúng không? Tại sao bao nhiêu người tử tế thì không làm, giữa ban ngày ban mặt mà đi làm cái trò, mấy cái trò mất dạy như này à? Hả? Anh đừng tưởng là tôi sợ. Không phải, cô đang hiểu lầm rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, lần sau ấy đừng để tôi phải thấy mặt anh, nếu không á anh đừng có mà trách. Tôi đây á không sợ anh đâu nhá. Dạ thưa chủ tịch, gương mặt đại diện đã đến rồi ạ. Được rồi, cho anh ta vào đi. Dạ vâng ạ. Chào anh Long, tập đoàn FM rất vinh dự được hợp tác với anh. Tôi rất vui khi được hợp tác cùng với công ty FM trong chiến dịch lần này. Thôi được rồi, chúng ta sẽ không vòng vo nữa. Bây giờ mời anh ngồi xuống, tôi sẽ nói cho anh biết về hình mẫu lý tưởng mà chúng tôi đang muốn hướng đến nhé. Chúc cho chúng ta hợp tác thành công và vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút. Chuyện ngày hôm đấy không phải như cô nghĩ đâu. Thực sự là tôi cũng không quen hắn ta. Thấy cô bị trêu chọc như vậy, tôi mới nhảy vào giải vây. Ai ngờ bị trở thành người xấu luôn. Anh cho tôi xin phép xin lỗi anh. Để tôi kết luận như vậy cũng có vẻ là hơi sớm thật. Ivy, có phải là em không? Ivy, hình như là anh nhận nhầm người rồi đấy. Tôi là Tường San. Nếu mà không còn việc gì nữa thì mời anh về, chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi chụp hình quảng cáo. Vậy tôi xin phép tôi về trước. Đây. Tôi thấy là tấm ảnh này khá là đẹp đấy. Ánh mắt rất có hồn, cũng toát được lên vẻ đẹp của sản phẩm nữa. Sản phẩm rất là nổi bật. Tôi cũng thấy tấm này khá ổn, rất là đẹp. Mà nhìn cô cũng rất đẹp đấy chứ. Tôi đùa vậy thôi. Anh đang xấu hổ đấy à? Xấu hổ gì cơ chứ? Đúng rồi, chính xác là anh đang xấu hổ còn gì nữa. Đâu? Nhìn anh xấu hổ trông đáng yêu thật đấy. Thôi. Đây. Tường San, mày cứ đợi đấy. Tao sẽ không ngồi yên để nhìn mày cướp anh Long của tao đâu.
My, sao em lại đến đây? À, em sắp trở thành trưởng phòng marketing của FVM rồi. Hôm nay đến đây để phỏng vấn đây này. Với năng lực của em ấy, anh tin chắc mọi thứ sẽ ok thôi. Mà thật trùng hợp đấy, anh là gương mặt đại diện cho dự án lần này của FVM. Thật á? Thế có nghĩa là chúng ta sắp được làm việc cùng nhau rồi à? Gặp lại anh em vui lắm đấy. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhá. My này, giờ anh có việc, em phải đi trước đây. Gặp sau nhá. Chào cô. Cô đến đây để phỏng vấn vị trí trưởng phòng marketing đúng không? Mời cô ngồi. Lấy cho tôi cốc nước đi. Cô đợi tôi một chút. Nước của cô đây. Ơ, à, cô đang làm gì đây? Xin lỗi, tôi lỡ tay thôi. Chỉ mới có như thế thôi mà đã tức giận rồi à? Nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng viển vông nữa. Hôn hồn đi, tránh xa anh Long ra đi. Cô đang nói cái gì vậy? Chẳng phải là cô đến đây để phỏng vấn hay sao? Đừng có chối nữa. Cô định dùng cái khuôn mặt ngây thơ như thế để chiếm được tình cảm của anh Long đấy à? Nói cho cô biết, tôi mới là người ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm nay. Đến bố mẹ của anh ấy cũng còn phải công nhận là chúng tôi rất đẹp đôi đấy. Cô này, chắc là cô hiểu nhầm chuyện gì rồi. Chứ ở hiện tại, giữa tôi và Long chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Hiểu nhầm à? Đừng có chối nữa. Đừng tưởng tao không biết mày đang có ý định gì. Loại thư ký quèn như mày ấy, làm sao mà có cửa để hợp tác với anh Long? Tôi nói cho cô biết này, tôi nghĩ là cô nên bớt lên giọng lại. Nếu không tí nữa, cô hối hận không kịp đâu. Hối hận? Thôi được rồi, thế thì để tao cho mày biết thế nào là hối hận nhé. Điện đấy à? Đau quá. My, có chuyện gì vậy? Đau quá. Em không sao chứ My? Em không sao. À, thật ra không phải là lỗi do Tường San đâu. Tại vì hôm nay em đến đây ứng tuyển vị trí trưởng phòng, chắc là cô ấy cũng muốn vị trí đó, cho nên mới tức giận với em thôi. Tường San, xin lỗi cô nhé. Tôi không cố ý làm cô tức giận đâu. Nhưng mà cô cũng phải biết vị trí của mình ở đâu chứ. Chỉ là một thư ký bé nhỏ thôi thì làm sao mà có thể mơ tưởng đến vị trí trưởng phòng được. Em nói gì thế My? Rốt cuộc đang có chuyện gì ở đây đấy? Anh nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. À, lần này mới gọi là tôi đẩy cô đấy. Cô Danh này, mày chỉ là một con thư ký quèn mà dám đẩy tao như thế à? Đừng có quên, tao sắp trở thành trưởng phòng của FVM rồi đấy. Ngày tao vào làm việc đầu tiên ấy cũng chính là ngày cuối cùng mày làm việc ở đây đấy. Trời ơi, cô mạnh miệng thật đấy. Thế bây giờ cô không tỏ ra là đáng thương nữa à? Không tỏ ra là bản thân mình yếu đuối, cần người bảo vệ nữa hay sao? Mày nói cái gì cơ? Mau gọi giám đốc ra đây. Mấy người đối xử với ứng viên như thế này đấy à? Cô này, tôi nghĩ là cô không cần phải phỏng vấn nữa đâu. Mời cô về cho. Mày chỉ là một con thư ký quèn thì mày có cái quyền gì? Gọi giám đốc ra đây. Tôi đây ạ. Thưa chủ tịch. Chủ tịch là sao? Đây là Tường San, chủ tịch của công ty FVM. Còn cô chắc là My, đến đây xin vị trí trưởng phòng đúng không? Anh Vành, chuyện này là sao? Tường San không phải là thư ký của anh à? Anh Long, chắc là anh hiểu nhầm gì rồi. Đây là chủ tịch Tường San, tôi mới là thư ký. Không thể nào. Chả nhẽ Tường San chính là nữ chủ tịch quyền lực mà nổi tiếng trong giới hay sao? Đúng vậy, tôi chính là chủ tịch của công ty FVM. Và tôi nghĩ là cô có thể về được rồi đấy. Công ty của tôi không thể nào mà chứa chấp nổi loại nhân viên như cô đâu. Tường San, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Giúp em với chủ tịch Tường San đi, có được không? Tường San, tôi xin lỗi.
rõ ràng là ban đầu công ty rất ưng CV của tôi cơ mà. Anh Vanh, điện khách giúp tôi. Dạ vâng ạ. Không được, bỏ tôi ra. Tôi phải làm thực phẩm, bỏ tôi ra. Tại sao các người lại đuổi tôi ra ngoài như thế? Các người cứ chờ ở đấy, tôi không tha cho các người đâu. Vậy rốt cuộc cô là ai? Đúng vậy, tôi chính là chủ tịch của công ty FVM. Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu nhầm nhá. Tại vì tôi cũng không có thường xuyên lộ diện, nên là tôi nghĩ bản thân của mình cũng không cần phải giải thích nhiều. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Nhưng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Anh nói cái gì vậy? Anh không nhớ lần trước ở quán cà phê chính anh là người đã giải vây cho tôi hay sao? Có lẽ là tôi nhận nhầm rồi. Mà thôi, chiều tôi vẫn còn buổi quay, tôi đi trước nhá. Alo, điều tra giúp tôi một người nhé. Em sắp xong việc chưa? Em sắp xong rồi, anh đã ghi hình xong chưa? Anh còn một chút nữa là xong rồi. Em đợi anh nhé, rồi anh sẽ qua đón em. Dạ được, thế thì lát nữa mình gặp nhau nhá. Lát gặp em. Yêu em nhiều. Em thích anh là bạn trai của em nhá. Anh cũng thích em. Anh ấy nói là cũng thích mình, đây không phải là mơ đấy chứ. Em biết là anh sẽ đến mà. Long sẽ không đến đâu. Thế mày nghĩ Long thật sự yêu mày đấy à? Đừng có mơ nữa, loại xấu xí như mày thì đừng có ảo tưởng sẽ trèo cao nữa. Long, anh cứ chờ đây, tôi nhất định sẽ bắt anh phải đau khổ như tôi. Em ăn đi, món này ngon lắm đấy. Em cảm ơn ạ. Cô đến đây làm gì đấy? Đến để vạch trần bộ mặt thật của cô đó. Anh Long, anh có biết cô ta là ai không? Sao? Sợ rồi đấy à? Để mà có được cái khuôn mặt xinh đẹp như thế này chắc là cũng không dễ dàng gì đâu, đúng không? Cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh á? Xem đi. Cô tưởng là cô thẩm mỹ xinh đẹp thì qua mắt được tôi đấy à? Anh Long, tất cả ấy là màn kịch do Tường San bày ra để lừa anh đấy. À không, phải nói là Ái Vi xấu xí mới đúng chứ. Em còn gì để nói không mà Tường San? Đúng, tôi là Ái Vi đấy. Thì làm sao? Nhưng mà hiện tại tôi không phải là Ái Vi ngây thơ
đáng thương để cho các người trêu đùa giễu cợt như là 8 năm trước nữa đâu. Các người hiểu không? Tại vì sao em lại phải làm vậy? Anh hỏi tôi là tại vì sao không? Anh không biết à? Bởi vì tôi hận các người. Tôi muốn cho các người phải trả giá. 8 năm vừa qua tôi đã phải sống trong đau khổ cùng cực như thế nào. Rồi mỗi ngày tôi đều bị giày vò bản thân. 8 năm trước các người đã coi tôi như là trò chơi, là đồ vật để cho các người trêu đùa tình cảm cơ mà. Các người có biết là mỗi đêm tôi đã đều bị ám ảnh như thế nào không? Nhờ bây giờ thì khác rồi. Tôi quay trở lại đây, tôi muốn trả thù. Tôi muốn cho anh biết được là cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội đó là như thế nào đấy. Hóa ra em đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Anh Long, cô ta đang lừa anh đó. Anh không hiểu à? Tôi đã biết hết tất cả rồi. Anh biết hết rồi, thế tại sao anh lại không vạch trần tôi? Là bởi vì anh yêu em Tường San. Cho dù em là Tường San hay là Ivy, anh vẫn sẽ mãi luôn yêu em thôi. Anh Long, anh bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à? Anh phải tỉnh táo lại đi, cô ta đang lừa anh đấy. Tất cả mọi chuyện này tôi đều biết rõ rồi. Chính cô đã lừa tôi và Ivy. Và tay cô ấy đã xóa tin nhắn cuộc hẹn của tôi và Ivy và phá hủy mối quan hệ của chúng tôi. Đều là do cô dở trò à? Là tao làm đấy. Đáng lẽ ra tao mới là người ở bên cạnh anh Long từ nhỏ đến lớn. Còn mày, mày lấy tư cách gì mà xen vào tình cảm giữa hai bọn tao? Cô đừng nói gì nữa. Tôi không ngờ là cô lại có thể điên được đến mức này đấy. Từ nay về sau ấy, đừng bao giờ gặp tôi nữa. Và cũng đừng gặp Tường San nữa. Anh Long, em làm tất cả là vì anh. Mà anh không hiểu à? Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài đi. Vậy ra là bấy lâu nay em đều hiểu nhầm anh. Không sao đâu, em đừng buồn. Tất cả mọi chuyện anh đều hiểu ra rồi. Anh thực sự anh rất biết ơn vì anh đã gặp lại được em đấy. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì bản thân mình đã luôn nghi ngờ anh từ trước đến giờ. Thật sao này, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.